Hello các chị em yêu dấu, lại là Oanh đến từ Mignon, nơi kiến tạo vẻ đẹp hoàn mỹ đây. Sau hai clip trước thì Oanh rất là vui vì nhận được nhiều sự quan tâm, nhiều inbox của các chị em về dịch vụ nâng mông. Chứng tỏ là nhiều người muốn làm nhưng mà còn ngại nè. Đừng ngại các chị em à, vì khi đánh giá vẻ đẹp ngoại hình và ấn tượng ở bên ngoài á, thì vòng 3 đem tới tác động và quyết định sự hấp dẫn thị giác cho đối phương còn hơn cả vòng 1 nữa đó. Cho nên đây là một mối quan tâm cần có và nghiêm túc luôn nha cả nhà. Hôm nay hãy cùng tiếp tục với những vấn đề về hậu phẫu của dịch vụ nâng mông. Sau bao lâu thì cắt chỉ và mặc định hình trong bao lâu? Thường thì sẽ cắt chỉ sau 10 ngày độ mông bằng túi và chị em mình cần phải mặc đồ định hình trong khoảng từ 6 cho đến 8 tuần. Bao lâu thì chúng ta cần phải thăm khám định kỳ một lần? Việc tái khám của một người làm phẫu thuật nâng mông không hề có một khoảng thời gian nhất định nào cả. Chỉ có thời gian cắt chỉ là gần như giống nhau, tức là từ 7 cho đến 10 ngày. Còn những lần tái khám định kỳ thì phải dựa theo chỉ định của bác sĩ một cách chính xác. Và câu hỏi ngay sau đây thì là câu mà ai cũng muốn biết ngay lập tức khi tư vấn, đó là thời hạn sử dụng của dịch vụ này. Kết quả có thể duy trì được 15 đến 20 và thậm chí là vĩnh viễn luôn. Tuy nhiên đây là một con số tham khảo khi chị em đặt niềm tin đúng chỗ, được bác sĩ có tay nghề và lựa chọn được loại túi chất lượng cao phù hợp với kích thước của mình. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần có một chế độ nghỉ dưỡng hợp lý, ăn uống thật là khoa học thì mới duy trì được tuổi thọ của mông đồ mặt túi. Như đã nói, một bờ mông đẹp, căng tràn không chỉ giúp cho chúng ta trở nên cân đối hơn, đẹp hơn về hình thể, mà còn giúp cho chúng ta tự tin hơn khi ra ngoài, khi diện đồ, khi xuất hiện trước người khác và thu hút ánh nhìn. Chị em nào lại không muốn mình được khen, được quan tâm và được xinh đẹp đúng không? Cứ có vấn đề gì, muốn cải thiện như thế nào hoặc có vấn đề gì chưa hiểu rõ thì cứ alo cho Mignon liền nha. Hiện tại thì Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mignon lúc nào cũng có những chương trình hỗ trợ các chị em làm đẹp với những ưu đãi đặc biệt. Hỗ trợ làm đẹp trả gấp 0% lãi suất. Hồ sơ duyệt chỉ trong vòng có 10 phút thôi và chúng ta không cần phải trả trước. Đồng thời hiện tại đang có những dịch vụ khuyến mãi vô cùng hấp dẫn, mời chị em tham khảo fanpage của Mignon để tìm hiểu nha. Còn nếu như có những vấn đề nào khác muốn ngay lập tức được giải đáp thì hãy gọi về cho chương trình theo số điện thoại quen thuộc 0933 088 742. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Bye bye.